Chào mọi người. Tối hôm qua thì nắm quay cái trại của Dượng thì nó còn còn nhỏ. Bây giờ thì tới sáng nay Dượng đang hái. Bây giờ mới hái vừa xong rồi. Bây giờ vào cái cốc chuẩn bị là ra hái tiếp. Đây, Dượng đang hái là cỡ như thế này. Trại cậy chữ A nha mọi người. Ôi mẹ ơi, sáng nhìn thấy nấm này. Khiếp mất. Đẹp. Đây, Dượng đang hái. Thì cái đây chuẩn bị hái tiếp nè, hái gãy gốc hết rồi nè, mọi người hái cẩn thận một xíu nha, nè, gãy gốc này. Cái đây cũng gãy gốc rồi. Bây giờ chúng ta nhìn cái trại hái rồi nha, hái năm nhẩm nhẩm chắc cũng cỡ 50% rồi. Thì lúc sáng sớm á, thì hái cũng giao cho khách rồi, bây giờ chuẩn bị hái hầu như giờ này là Dượng đã suốt sạch luôn. Giờ này cỡ này là suốt sạch thôi chứ không có còn cái nào mà để nữa đâu. To rồi, cỡ như mấy cái này là to nè. Cỡ đó là đẹp. Hái nói chung là nấm thích nhất là hái nấm mà cỡ này này. Hay cỡ như mấy chùm này nè. À mẹ ơi, nhìn nha. Hái 50% rồi, cho nếu như mà lúc mà chưa hái mà quay lên một cái trời, nói với mọi người ơi, cái chùm này. Chùm này. Nguyên chùm này. 2 4 6 7 tài mà đều hết 7 tài à. Đã. Nhìn. Rồi, cái chỗ này thì nắng chiếu trực tiếp vô có một cái lỗ mà chiếu rọi vô này nè. Ồ, bào tử giờ bay quá trời à. Đây, mọi người thấy không? Ở bên đây có cái ánh nắng hầu như cái màu của nó đậm đà hơn đúng không? Mọi người thấy. À, nắm quay cái cánh bên đây nhìn cái màu nó đậm đà hơn cái cánh bên này. À, nên có cái ánh nắng này. Đây, rất là đẹp. Màu bên này đẹp hơn bên kia rất là nhiều. À, so bên đây nè. Đây, nắm quay bên đây nè. Thấy không? Cái màu bên đây nó hơi bạc bạc ha. Nó thiếu ánh sáng đấy à. Nên mình nhìn mình biết liền đây nó có tia nắng à. Mọi người thấy cái màu nè, lên màu liền khác liền không, đậm đà. Ôi chùm nấm đẹp quá mọi người. Nhưng một cái rừng coi nè. Đã không? Mà đây là hái rồi nha, nếu mà chưa hái chắc nhìn khiếp luôn á mọi người ơi. Dưỡng chăm rất là mát tay, đều rút xử lý ra đều hết. Ở dưới đây là hái rồi nè, mọi người thấy à, gãy chân nè, nè. Đây, gãy chân quá trời nè. Đấy nè. Còn cái đây thì sạch rồi nè, lỏng đầu nè. Ở đây là dính cái gì? Đây gì vậy đây? Để coi thử có móc mấy gì không? Không. Không phải nha mọi người. Không có. Đẹp rồi, như vậy thì cũng cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe. Quá đã, bà con ơi.